Được thành lập từ năm 2014, lớp học tình thương của câu lạc bộ Lửa Việt, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh đã trở thành ngôi nhà thứ hai của nhiều em nhỏ mồ côi, con em của lao động nghèo trên địa bàn thành phố. Dù còn nhiều khó khăn thiếu thốn, thế nhưng lớp học vẫn được duy trì bởi tình yêu thương của những người đệ tử Phật. Không khí sôi nổi một buổi học tại câu lạc bộ Lửa Việt, các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được chia vào các lớp theo độ tuổi, mức độ tiếp thu. Với 3 ca dạy một ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, các bạn tình nguyện viên và cũng đồng thời là các Phật tử luôn dành hết khả năng, kiến thức của mình để truyền đạt cho các em. Với nhiều em nhỏ khuyết tật, chậm phát triển, rất cần tình yêu thương và sự kiên nhẫn. Ban đầu khi tiếp xúc dạy học cho trẻ thì có một số trẻ hiểu bài rất là chậm, nên là rất là khó dạy cho trẻ. Thì từ từ thì mình đã thích nghi được cái sự hiểu biết của trẻ, cho nên là có thể cũng không có khó khăn gì nhiều. Mình rất là vui khi đã cống hiến sức trẻ của mình cho đời và cho đạo. Nhờ sự dẫn dắt của quý thầy thì mình sẽ hiểu biết hơn về những cái chuyện làm thiện nguyện, tiếp cận được mấy em có hoàn cảnh khó khăn, giúp đỡ các em trong cuộc sống của mình. Thời gian đầu, câu lạc bộ Lửa Việt chỉ tiếp nhận phổ cập văn hóa cho khoảng 30 em, thế nhưng đến nay đã có gần 200 em trở thành học viên. Mặc dù vậy, sự thiếu thốn về cơ sở vật chất là điều mà Chư Tôn Đức ban điều hành lớp học luôn trăn trở, mong sao các em có điều kiện học tập khang trang và hiện đại hơn. Chúng tôi cũng đã cố gắng hết sức của mình để giúp đỡ các em có một môi trường học tập, tuy rằng chưa hoàn chỉnh về cơ sở vật chất, nhưng cũng cố gắng để đưa cho các em có những con chữ để các em có thể biết học, để giúp cho bản thân của mình trong tương lai và mai sau. Có nhiều em có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn cũng như là khiếm khuyết, thiểu năng, nhưng các em đã thể hiện được cái tinh thần đó là muốn học, ham học. Từ lớp học này, nhiều em nhỏ đã khôn lớn, trưởng thành, xem giáo viên tình nguyện như những người chị trong gia đình, không ngừng nỗ lực trong học tập và cuộc sống. Tấm lòng của người con Phật giúp các em có hành trang tri thức, vững bước làm chủ cuộc đời.